Good morning, say hi. Chào tất cả mọi người. Thì sáng hôm nay ở bên này trời đang tuyết rơi. Thì sáng nay hai vợ chồng đều nghỉ hết cho nên là đi ra một cái quán ăn ở Việt Nam ở kế đây, cho nên đi bộ. Tại tuyết đẹp quá mà, mọi người nhìn xem đẹp không? Tuyết dài luôn, trắng xóa vào con đường. Tức nghĩa là trên đầu toàn là tuyết không đó. Bây giờ nó dính trên tóc rồi nè. What do you feel, honey? Cool? Warm. Warm? Warm enough. Oh, okay. So, bây giờ tụi mình đi bộ nha. Từ trên bộ trên đường thì cũng có gì. Sau thì tới đó mình sẽ quay tiếp bạn nha. Bye, see you. Wow, trên đường này đẹp quá bạn ơi. Nhìn giống như là vì trống tuyết đó hả? Ở Trung Quốc đó hả? Đẹp hơn nhiều. Nhưng mà ở đây là nhà ai cũng xây theo kiểu phong cách Âu á, cho nên là nhìn nó rất là hợp với xứ lạnh ở đây. Tuyết rơi nhìn ở đây hay ha. Bây giờ nhiệt độ chắc khoảng chừng how many degree á đấy? 5 degree? No. It's like 1. Oh. The wind makes it feel like -6. Nhiệt độ khoảng chừng 1 độ C. Oh, 1 độ C mà. Con này đi mình đi mua một xíu mà trên tóc này nó dính tuyết đầy luôn. Chút nữa chắc chân mày á nó sẽ phủ hết tuyết luôn. Oh, nó không lạnh lắm, thời tiết nó không lạnh lắm đâu. Nhờ để mặc giữ ấm là được rồi. Khi tuyết rơi như mình nói rồi đó, nó không có, nó lạnh nhưng mà nó không có buốt như là lúc mà tuyết không có rơi. Đây, đây đúng là không khí của Giáng sinh luôn hả? À, bạn nào chưa cảm nhận được cái Giáng sinh ở xứ lạnh sao thì nên đi thử một lần cho biết. Đẹp lắm. À, bên đường này nãy vừa đi bộ khoảng 5 phút không mà cảnh đẹp quá, phải quay lại cho bạn xem một chút. Nay cũng vắng nhưng mà chắc mọi người hôm nay cũng tập trung ở shopping mall á, bởi vì gần tới Noel với lại Tết rồi, Tết Tây rồi, cho nên ở đây là thường ở đây vậy những ngày lễ ở đây là họ siêu thị hoặc là shopping mall á nó không có mở cửa, cho nên là mọi người rất là tranh thủ, để mà đi mua sắm. Rồi tại vì tối ngày đó họ đóng cửa hết thì không mua được, cho nên họ phải những ngày này họ phải đi mua trước, mua đồ trước. Thì như ở đây thì kênh ra cái hàng hóa ở đây là người dân đây là họ trữ đồ lắm, họ mua dự trữ đồ lắm, cho nên mỗi lần họ đi mua đồ họ rất là nhiều, mua rất là nhiều đồ, dự trữ ăn khoảng chừng 1-2 tháng là chuyện bình thường đó. Đây, bên kia các chú đang cày tuyết ha, đang xúc tuyết ha. Trên đường này sáng sớm là tuyết phủ trắng hết, nhưng mà có xe á họ đi đẩy tuyết. Con này chút cái chân mày nó đóng nó đóng hết trên chân mày là cái mí mắt luôn, cái hơi ẩm á nó làm đóng tuyết hết. Bạn dấp tới rồi bạn ơi, cái quán này nè, đó phở mì. Cái này của chủ người Việt luôn nè. It's close? Yeah. Đây, phở mì Việt Nam đây. Ở đây có đủ thứ, đầy đủ món. Chắc hôm nay gọi thử món gì? Mì tìm đi. Này, mình tìm đây. Oh, không có hết rồi. Is it don't have honey? They don't have this anymore? Yeah, not available. No? Okay. Mì chay, mì chợ lớn, mì xá xíu. Phở. này có phở này. Đây ra rồi đây bạn, đây cơm sườn. Cơm sườn, những cái chả này nhìn không giống lắm mà cũng. Đây nem nướng, đây là with pork honey, beef, chicken, pork, chicken, oh heo, gà với lại ốp la. You happy? Ok, let's eat. Rồi bây giờ ăn thử xem nha. Đây xong xuôi cũng đã no nê bạn ơi. Cái quán ở Việt Nam này cũng rất là rộng nè. Đó. Cái quán này nói chung là đồ ăn cũng không phải giống như Việt Nam là 100%, nhưng mà cũng 70-80 bạn. Thì bạn nào ở gần đây thì tới để ủng hộ quán. Cũng nói chung ăn đỡ dưới nhớ nhà lắm. Rồi bây giờ đi ra chơi chiếc một xíu đi. Chiếc ở ngoài bây giờ trời rất là đẹp cho nên là let's go. Trời hôm nay nó đẹp kinh khủng luôn bạn ơi. Bạn thấy cái trời nó đẹp không? Đỏ nguyên một mảnh trời. Đẹp quá. Hôm nay gió